Rồi. Này thì hướng dẫn em làm tiếp ha. Đó là nói lại nè. Đó là đi vào cái bài tập ôn tập cuối chương 2. Đó, câu hỏi trắc nghiệm. Rồi. Nãy là chúng ta đã giải đến câu 1. Nói lại nè. Nó sơ là cái này. Bất lẫn thức n bé hơn 3. Phát biểu là gì? N lớn hơn 3. Thì là n lớn hơn 3. Đã ghi gì? Suy ra đáp án A loại. Đây là nó cho ha. N nhỏ hơn 3. Suy ra đáp án B loại. Thầy giảng lên chi để nữa có mấy bạn là học trễ là thầy có thể gửi video cho mấy bạn nó xem. N không nhỏ hơn 3 là N lớn bằng 3, suy ra đáp án C loại. Rồi N lớn hơn 3, N không lớn hơn 3 là N bé hơn 3, đáp án D loại ha. Rồi ở đây, câu số 2. Cho các số thực x, y, z biết x bán y, khẳng định là đây là sai. Rồi nếu x bán y, mình cộng z hai vế. À, ta cộng vào hai vế bất lẫn thức với z thì ta được cái này thì đáp án A là đúng. Còn cái này là nhân cái z là số âm, x con bi ta nhân hai vế cho số âm thì mình học lý thuyết lại nó đổi chiều lại tức là bé hơn hình lớn hơn, cho nên cái bất lẫn thức này bé hơn là sai. Rồi nhân cho z là số dương thì nó không đổi chiều, nó vẫn bé hơn là hình bé hơn. Rồi, cho nên C là đúng. Còn đây mình trừ hai vế cho z nó cũng không đổi chiều. À, ta trừ hai vế cho z không đổi chiều cũng đúng luôn. Như vậy đây chỉ có đáp án C, đáp án B là sai thôi. Rồi hệ thức là sau đây là đẳng thức bất lẫn thức, thì cái này một chữ x bằng không thì đây dấu bằng thì đây gọi là đẳng thức. À, cái này dấu bằng là đẳng thức, cái này dấu bằng cũng gọi là đẳng thức, đáp án B loại. Còn con C là y bình lớn bằng không là đây là lớn bằng, cho nên đây là bất đẳng thức đúng. Rồi, x bằng y, dấu bằng, cũng là đẳng thức, loại. Rồi, xét bất phương trình này. Rồi, ta giải lại này ha. Đây, ta có. Đó. Đó là 3x trừ 5 lớn hơn 4x cộng 2. Đó, tức là đúng, đúng, đúng theo luật làm là gì nè? Đó là ta cộng. Tức là đầu tiên á, mình không cái này không cộng được, mình đừng có dùng cái đó ha, mình chuyển vế qua 7 trừ 4x lớn hơn 2 cộng 5 giống như cái ví dụ sách gì đó. Thì đây là trừ x lớn hơn 7 đúng không, là ta mới nhân hai vế của bất lẫn thức với trừ 1 à, tức là trừ 1 phần a, a là trừ 1 nhân với trừ 1 phần a thì nó sẽ đổi chiều. Đây là a đúng không? A mình sẽ nhân với 1 phần a, tức là 1 phần trừ 1 là trừ 1 á. Thì ta được trừ x này nhân với trừ 1. Nó sẽ đổi chiều lại à, nhân số âm. Rồi, vậy đây trừ x nhân trừ 1 là x. 7 nhân trừ 1 là trừ 7. Rồi, vậy mình kết luận là vậy. Nghiệm của bất phương trình là x bé hơn trừ 7. Rồi thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Đó. Đáp án là B nha. Rồi, giờ ta sẽ đi vào câu 5. Rồi, bất phương trình 2x trừ 1 bé bằng x cộng 4 có nghiệm. Rồi. Ở là có cái này. Ta sẽ chuyển vế qua 2x nè. Chuyển trừ x, x này qua bên bên đây trái là trừ x. À. Còn đây là trừ 1, chuyển qua bên phải đổi dấu là cộng 1. Rồi 2x trừ x là bé là x. Bé hơn bằng 4 cộng 1 là 5. Rồi, giờ chúng ta kết luận là vậy. À, ở đây. Rồi, kết luận là nếu mà bỏ cái này đi, khỏi dùng. Rồi, vậy nghiệm của bất phương trình là x bán bằng 5. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi, ta đi vào phần bài tập tự luận. Rồi, à, câu cho A lớn hơn B, chứng minh mấy cái này. Đó, tức là hôm cái kiến thức là mình biết rồi. Cái này là mình đã làm hết rồi. À.
Rồi, tức là đầu tiên là ta có A lớn hơn B, giả thiết á. Rồi, ta cộng cộng hai cả hai vế của bất đẳng thức. Rồi, bỏ cái này cũng được. Cộng hai vế của bất đẳng thức A lớn hơn B với âm 2, ta được phải cái ta được là đây là A đúng không, lớn hơn B cộng với âm 2, lớn hơn B cộng với âm 2, rồi cộng với trừ hình trừ, trừ hình trừ đó. Rồi, vậy tức là rồi đây là xong câu A. Rồi bây giờ tới câu B, mình sẽ nhân nhân cho trừ 5 là nó đổi chiều lại đúng không, đó. Tức là nó nhân cả hai vế, nhân cả hai vế của bất đẳng thức A lớn hơn B với âm 5, mà âm 5 là số âm cho nên ta được là đổi chiều lại A nhân âm 5 lớn hơn B thành bé hơn B, bé hơn B nhân âm 5. Rồi A nhân âm 5 thì ghi là trừ 5A, B nhân âm 5 là trừ 5B. Đó, rồi. Ta đi vào câu C. Câu C đó là đầu tiên là ta nhân 2 trước. À, ta nhân 2 trước. A lớn B nhân 2 không đổi chiều. Tức là nhân 2 vế của bất đẳng thức này với 2. Bằng với 2 ta được. Trình bày đúng theo sách giáo khoa, ví dụ là chuẩn nhất A nhân A lớn hơn 2 nhân B, và sau đó mình cộng 3 nó cũng không đổi chiều, cộng 2 vế bất đẳng thức 2A lớn hơn 2B với 3 ta được, tức là 2A cộng 3 cũng không có đổi chiều, 2B cộng 3. Rồi xong. Chứng minh thì nếu mình thích ghi thì phải chứng minh, mà khỏi ghi cũng được, mấy câu này dễ. Rồi, để đi vào câu D. Thì đầu tiên mình sẽ nhân cho trừ 4 trước, đúng không? Nhân hai vế bất đẳng thức A lớn hơn B với âm 4. Rồi, ta được. Tức là âm 4. Đúng chuẩn là mình phải ghi âm 4 phía trước, phía sau thì cũng được. Kệ ha. Rồi, nó sẽ đổi chiều lại nè. Đúng không? Để hình bé. Âm 4 về. Rồi. Sau đó mình cộng hai vế cho 10 để phía trước cũng được. Đó, cộng hai vế bất đẳng thức này cho 10. Đó. Với 10 ta được. Để là đúng cái điều này luôn. Đó. Tức là nhét số 10 phía trước, đừng để phía sau. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong cái câu số bài tập số 6. Rồi, giờ ta sẽ đi vào bài tập số 7. Này mình để màu màu gì cũng được, để màu này cho dễ nhìn nè. Rồi, tập số 7. Giải các bất phương trình sau. Đó. Rồi, chứng minh thì mình làm từ từ kiểu đó. Còn khi mình nói giải các bất phương trình sau, mình có thể là mình sẽ làm ngắn gọn hơn. Đúng không? Rồi, này là ta có ha. Đó, cái này. Thì ở đây mình sẽ chuyển qua chuyển lại, tức là ở đây nè. Mình lấy 3 là trừ 0,2 đúng không? Thì đầu tiên á mình sẽ làm cho mắc số này trước, tức là mình cộng cho trừ 3 vô. Đó. Hay là trong sách thì nó sẽ giải theo cái kiểu gọi là chuyển qua chuyển lại đó. Tức là 3 trừ cho 13 này, cái này chuyển qua pha trái đổi dấu. Cái này trừ chuyển qua phải. À, đổi sao phải làm gì cho nó giống sách luôn. Ở đây là trừ 13 trừ 3 với trừ 10, 3 trừ 13 là trừ trừ 10 đúng không? 0,2. Đó.
Ở đây mình ghi ngược lại là 0,2 nè, nó lớn hơn trừ 10. Rồi mình muốn cho nó mất 0,2 là mình nhân cho 1 phần 5. 0,2 là nhân cho 5. Tại vì 0,2 á, đúng không? Là mình nhân cho 5 là nhân số dương nó thành 1. Tức là mình nhân cho 1 chia 0,2 đó. Tại là mình đã nhân cho 1 phần A đúng không? 1 chia cho 0,2, không cần đợi gì phân số đâu, tự người ta biết là 5. Đó, thì đã lớn hơn âm 10. Âm 10 đứng đầu, không cần để ngoặc, trừ nhân số âm hay để ngoặc. Đó là ra x, x lớn hơn âm 50. Rồi, vậy mình kết luận đó là vậy gì? Tập nghiệm của bác phương trình. Vậy nghiệm của bác phương trình. Là x lớn hơn âm 50. Rồi, tôi sẽ đi vào câu B. Rồi, ta có thì cái câu B này mình sẽ làm như thế nào để cho nó đẹp thì người ta sẽ mẫu chung nè, thấy không? Mẫu chung của mình nè là nếu mình khử mẫu chữ cũng được, không mình làm phân số được cũng được, không sao. Nếu mà mình nhân hai cái cho một cái số dương, à, là mẫu chung của mình là 12, đúng không? 3, 2, 3, 4 nhân cho 12 cũng được. Đó, tức là mình nhân cho 12, 1 nhân cho 12 nha, là nó không có đổi chiều, đúng không? Số dương đó, lớn bằng 12 nhân cho 1 phần 4. Rồi 12 nhân cho 1 phần 2 nhân vô ha. 12 nhân 1 phần 2 là bằng nhiêu? Biết ha, là bằng 6. 12 nhân cho 1 phần 3 tức là 4x, lớn hơn bằng 12 nhân 1 4 là 3. Tới đây mình tìm 4x, nó sẽ lớn hơn bằng 3 trừ cho 6. X dương là được, miễn x âm là chuyển qua bên kia dương là đổi chiều lại ha. Rồi 4x nó lớn bằng 3 trừ 6 là trừ 3. Rồi mình sẽ nhân hai vế cho 1 phần A, tức là 1 phần 4 là cũng không có đổi chiều. Rồi dưới đây 4x nhân 4 là còn lại là x. Đó, trừ 3 phần 4. Rồi, vậy nghiệm của bác phương trình là x lớn hơn bằng trừ 3 phần 4. Rồi, câu C. Ta có ở đây mình sẽ nhân hai vế cho 8 để nó không đổi chiều. Vế 8 nhân cho 3 vẻ hơn 8 nhân cho 2x trừ 2 cho 8. 8 nhân cho 2x trừ 2 cho 8, 8 3 24 vẻ hơn 2x trừ 2. Rồi mình sẽ để 2x đó, mình chuyển số trừ 2 qua thôi, bởi vì nó dương rồi nè. Không cần chuyển hay âm mới chuyển. Thì trừ 2 chuyển qua bên phải bên trái thì đổi thành là 2. Tức là đây là 26 vẽ hơn 2x, đổi ngược lại 2x sẽ lớn 26. Thì đây mình sẽ nhân cho 1 phần A, tức là 1 phần 2. 26 nhân với 1 phần 2 không đổi chiều ha. Rồi số dương, rồi đây 2x nhân 1 phần 2 là x, 26 nhân 1 phần 2 là 13. Hồi xưa cái chương trình cũ nó làm phải đây à, mà cái sách mới này bây giờ nó làm những cái kiểu cách khác, cho nên mình làm giống nó. Năm đầu tiên thay đổi, cho nên hãy bám kỹ cái lời giải của sách giáo khoa với sách bài tập, nó giải như sao giải giống vậy là được, để mình tránh bị trường hợp mình bị lỗi. Tất nhiên là mình giải cách miễn ra đáp án thì cũng được, nhưng mà nó cũng không hay lắm ha. Nhiều khi cải cách rồi mình phải làm theo cái cải cách của người ta, không có làm theo cái cách cũ á, sách cũ là cũng không phù hợp. Nói chung là cách mới là hay đó bạn ơi. Hay, theo thầy nghĩ là cái chương trình mới là nó viết chuẩn hơn nhiều. Rồi, tất nhiên phải hay nó mới viết sách mới, chứ còn nếu mà không hay thì làm sao lại biết làm gì.
Thì ở đây mẫu chung là 3 với 4 là 12, vậy mình nhân hai vế cho 12 nó cũng không có đổi chiều, còn số dương để không bằng nhân cái số 12 để trước để sau cũng vậy, thường cái số thì để sau để trước, nhưng mà trong lý thuyết nó để sau là do cái đó là một cái thôi, còn cái này nhiều cái trong 2x trừ 3 nó thì mình nên để trước, thì 12 chia cho 3 là 4, còn là 2x trừ 3, 12 chia cho 4 là 3, 7x trừ 2, rồi mình nhân vô 4 2x là 8x, 4 3 12, 3 3 9x, 3 nhân trừ 2 là trừ 6. Rồi mình chuyển ngược lại nè, thấy không, thấy nè, đây 9 nè, nó lớn hơn 8, cho nên thay đổi vế lại nè, 9x trừ 6 nè, đó, lớn hơn 1 bằng, đúng không, 8x trừ 12, đổi trước rồi chuyển sau, rồi mình chuyển qua là 9x trừ 8x nè, nó sẽ lớn hơn 1 bằng, trừ 12 để lại nè, trừ 6 chuyển qua đây cộng 6 nè, rồi 9x trừ 8x là x nè, lớn bằng trừ 12 cộng 6 là trừ 6 nè. À, bài tập nghiệm của bác phương trình là x lớn bằng trừ 6. Rồi đó là chúng ta hoàn thành bài số 8. Bảy. À, bây giờ ta đi vào bài số 8. Rồi, câu A. Vâng. Kêu là gì? Tìm x sao cho giá trị của biểu thức 2x cộng 1 lớn hơn giá trị của biểu thức này, thì ta có này. Nên ta có này. Là như thế là đề nó cho. Ờ. Cho nên suy ra. À, suy ra là 2x cộng 1 không nhỏ hơn. Không nhỏ hơn là lớn hơn hoặc bằng 3x trừ 5. À. Cái dấu này gọi là dấu không nhỏ hơn. Ở đây mình thấy 3x nó lớn hơn 2x, cho nên nếu mình chuyển ngược là 5, mình đổi chiều lại, tức là 7x trừ 5, nó bé hơn 1 bằng 2x cộng 1. Rồi mình mới chuyển qua, 2x chuyển qua bên trái, no, đổi thành trừ 2x, rồi bé hơn bằng 1 để lại, còn trừ 5 chuyển qua bên phải đổi thành cộng 5. Rồi 3x trừ 2x là x, bé hơn bằng 1 cộng 5 là 6. Đó, vì nó kêu tìm x thì mình kết luận x, chứ không có kết luận nghiệm phương Bắc phương trình nha. Vậy x bé hơn bằng 6. Rồi câu B. Rồi ta có giá trị của biểu thức 2x cộng 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức. Không lớn hơn tức là sao? Bé hơn hoặc bằng. Từ đó mình suy ra 2x cộng 1 bé hơn hoặc bằng 3x trừ 5. À, thì cái vế 3x trừ 5 nó lớn hơn, nghi ngược lại. Để chi? Để mình chuyển qua 3x trừ 2x. À, trừ 2x chuyển qua bên trái thì trừ. Còn trừ 5 chuyển phải thành cộng 5. Vậy là x, 3x trừ 2x là x. Lớn bằng 1 5 là 6. Rồi vậy x lớn bằng 6. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong bài tập số 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập số 9. Số 9 ha. Trong cuộc thi đố vui để học, mọi thí sinh phải trả lời 12 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm 4 phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được 0,5 điểm. Trả lời sai thì bị trừ 0,2 điểm. Đúng thì được 5 điểm, sai thì bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi, mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được vào vòng tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì mới được vọt vào vòng tiếp theo. Thì dễ thôi, tức là bao nhiêu câu mình gọi là chữ x, đúng không? À, tức là cái số câu trả lời đúng mình gọi x á, là số câu trả lời là đúng nha. Còn số câu trả lời sai là mình trả lời tổng cộng là 12 câu thì sai nó chính là 12 trừ chữ x, hiểu không?
Rồi vậy sau đó mình dùng là những cái đúng thì mình nhân với 5. Còn những cái sai là mình nhân với trừ 2. Tại vì sao mà không nhân với 2? Bởi vì nhân với 2 là điểm cộng. Mà điểm này là điểm trừ là điểm âm, cho nên phải nhân với âm 2. Rồi tổng cái điểm cộng và điểm trừ đó mình tính lại nó sẽ lớn hơn bằng 50. Tại vì từ 50 trở lên thì phải lớn bằng 50 thì nó mới được vọt vào tiếp theo. À, là nó hỏi là thí sinh trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì mình chỉ gọi là số câu trả lời đúng thôi. Chứ đừng để từ ít nhất. Sau đó mình lập luận, mình kết luận mới dùng thêm từ ít nhất. À, tức là nếu mình gọi từ ít nhất thì nó sẽ ra dấu bằng. Chứ nó không có xảy ra dấu lớn không bằng. Cho nên ở đây mình làm đúng hay sách giáo khoa là nó không có dùng từ ít nhất. Nhưng một số giáo viên người ta dạy người ta dùng ít nhất là cũng cũng không phải là sai đâu. Nhưng mà nó cũng về mặt mình lập luận logic hơn tí xíu là nó chưa phù hợp lắm. Là số câu mà thí sinh trả lời đúng rồi, chứ đừng có dùng từ ít nhất. Thì cái số câu này nè, chắc chắn là nó sẽ thuộc N. Đúng không? N sao cũng được, N cũng được. Tức là không đúng câu nào. Đúng không? Và số câu này nó sẽ luôn luôn sao? Bén bằng 12. Tại vì sao? Khi mình trả lời 12 câu hỏi thì cùng lắm mình đúng. Nhiều nhất là 12. Còn ít nhất là 0. Tức là ít bén bằng 2. Nên. Rồi, tức là theo đề, tức là nè, số điểm. Số điểm đạt số điểm, tức là theo đề bài ta có bắt phương trình. Theo đề bài ta có bắt phương trình, tức là đúng theo là mình làm theo luật là làm từ từ là gì nè, số điểm số điểm có được đó, mình làm số số câu trả lời sai chứ, số câu trả lời sai là 12 trừ chỉ đúng không, tức là 12 câu đúng ít câu thì sai phải 12 chỉ thôi. Rồi, số điểm đạt được của ít câu trả lời đúng, tức là một câu đúng là 5 điểm, lấy 5 nhân cho ít rồi. Rồi sao số điểm đạt được của 12 chữ ít câu trả lời sai, tức là âm 2 nhân 12 chữ ít âm 2 nha, cái này là âm 2 nhân 12 chữ ít nhân vô là trừ 24, âm 2 nhân 12 là trừ 24, trừ 2 nhân ít là cộng cho 2x. Đó. Rồi, theo đề bài vì nè, vì thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên sẽ vào một chung kết nên ta có bắt phương trình. Đó, nói là theo đề bài là có bắt phương trình. Quy chuẩn nó là gì nè? Vì thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên sẽ vào vòng tiếp theo. Thì ta nói là để cái đường ghi chữ vì, để thí sinh đạt từ, để thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên, để thí sinh đạt